Chào các em học sinh lớp 6 thân mến. Hôm nay thầy sẽ dạy các em Unit 11 What do you eat? Section A at the store. A1. Chúng ta cùng mở sách ra trang 114 và ghi chép bài cẩn thận nhé. Now 1A. Listen and repeat, then practice with a partner. As you can see, this is a store, and there are two people in the store, the storekeeper and Mrs. Fui. They are talking about buying and selling things in the store. Now, let's listen to their dialogues. Ở cửa hàng này có hai người, là người bán hàng và bà Fui. Chúng ta hãy nghe đoạn đối thoại của họ nhé. Và trước khi nghe đoạn đối thoại, chúng ta sẽ học các từ vựng trong bài trước nhé. Storekeeper có nghĩa là người coi cửa hàng, là một danh từ. Help, giúp đỡ, là một động từ trong thành ngữ. Can I help you? Tôi có thể giúp bạn không? Bottle, chai. Cooking oil, dầu ăn. Chúng ta có thành ngữ a bottle of cooking oil, là một chai dầu ăn. Và cuối cùng là cụm từ here you are, của bạn đây. Chúng ta dùng cụm từ này khi cầm một vật gì đó đưa cho người kia thì chúng ta nói here you are. Các em lặp lại với thầy các từ vựng này nhé. Storekeeper. Help. Can I help you? Bottle. Cooking oil. A bottle of cooking oil. Here you are. And now, let's listen to the dialogue and repeat, then practice with a partner. Bây giờ các em sẽ lắng nghe đoạn đối thoại lần đầu tiên, sau đó chúng ta sẽ lặp lại và thực hành với bạn nhé. Unit 11. What do you eat? A. At the store. 1. A. Listen and repeat. Then practice with a partner. Can I help you? Yes. A bottle of cooking oil, please. Here you are. Thank you. And now repeat. Unit 11. What do you eat? A. At the store. 1. A. Listen and repeat. Then practice with a partner. Can I help you? Yes. A bottle of cooking oil, please. Here you are. Thank you. Vậy là chúng ta đã nghe xong đoạn đối thoại. Các em sẽ thực hành đoạn đối thoại này ở nhà với anh chị hoặc là cha mẹ nhé. Chúng ta có thể thực hành nhiều lần để nắm rành cấu trúc câu. Now we move to B. Listen and repeat. Then practice the dialogues above using these words. Bây giờ bài học yêu cầu chúng ta phải làm đoạn đối thoại tương tự với 8 bức hình mới nói về 8 đồ vật. Ngoài bức hình ở bottle cooking oil chúng ta đã làm trong đoạn đối thoại. Để làm được như vậy, chúng ta phải học từ vựng tên của các đồ vật trong 8 bức hình này nhé các em. New words. Packet là hộp, gói. Tea, trà. A packet of tea, một hộp trà. Box cũng có nghĩa là hộp. Chocolate, kẹo sô-cô-la. Chúng ta có thành ngữ a box of chocolate, một hộp kẹo sô-cô-la. Kilo là một kilo. A kilo of rice, một kilo gạo. Gram
là gam. Beef, thịt bò. 200 grams of beef, 200 gram thịt bò. Dozen là tá, tức là 12 cái. Eggs, trứng. A dozen eggs, một tá trứng. Tuy nhiên các em quan sát, a dozen eggs thì không có of ở đây nha, trong khi các thành ngữ khác thì đều có of. Chẳng hạn như a packet of tea, a box of chocolates. Chúng ta phải chú ý điều này để khi làm bài tập không có phạm lỗi sai. Can là lon hoặc là hộp thiết. Pea, đậu. Thành ngữ a can of peas, một lon đậu. Bar, cục, thổi, thanh. Soap, xà bông. A bar of soap, một cục xà bông. Tip, một ống tip. Toothpaste, kem đánh răng. A tip of toothpaste là một ống kem đánh răng. Now listen and repeat after me. Packet, tea. A packet of tea. Box, chocolate. A box of chocolates. Kilo, a kilo of rice. Gram, beef. 200 grams of beef. Dozen, eggs. A dozen eggs. Can, pea. A can of peas. Bar, soap. A bar of soap. Tube, toothpaste. A tip of toothpaste. Now it's your turn to write down the names of the thing under each picture. You have 2 minutes to finish them before correcting. Bây giờ các em có 2 phút để viết tên của các đồ vật ngay bên dưới từng bức hình. 2 phút bắt đầu. Time's up. I correct the words. First one, what is this? A bottle of cooking oil. Next, and this? A packet of tea. How about this? A box of chocolates. And what is it? A kilo of rice. How about this? 200 grams of beef. And what is it? A dozen eggs. How about this? A can of peas. And what is this? A bar of soap. And the last one, a tip of toothpaste. Yeah, that's good. And now you listen and repeat
all the works again. B. Listen and repeat. Then, practice the dialogue using these words. A bottle of cooking oil. A packet of tea. A box of chocolates. A kilo of rice. 200 grams of beef. A dozen eggs. A can of peas. A bar of soap. A tube of toothpaste. Bây giờ em ta áp dụng các từ vựng này vào đoạn đối thoại mới nhé các em. Practice the dialogue using the words above. Bây giờ chúng ta thực hành lại đoạn mẫu bên trên, nhưng mà lần này chúng ta thay thế các từ vựng vừa mới học vào phần thầy mới gạch dưới để tạo thành đoạn đối thoại tương tự. Chẳng hạn như vậy. Example. Storekeeper, can I have you? Yes, a packet of tea, please. Here you are. Thank you. Các em lặp lại với thầy nhé. Can I have you? Yes, a packet of tea, please. Here you are. Thank you. Ở nhà các em sẽ thực hành với anh chị hoặc cha mẹ thêm các từ vựng còn lại của 8 bức hình chúng ta vừa mới học để nắm rõ cấu trúc của đoạn đối thoại này nhé. Và bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Sang phần dặn dò bài tập về nhà. Phần thứ nhất, các em sẽ phải học thuộc lòng các từ mới của cả hai phần ở trên mà thầy đã dạy. Phần thứ hai là các em thực hành lại đoạn đối thoại nhiều lần nữa, sử dụng các cái từ vựng khác nhau của 8 bức hình. Và số 3 là các em soạn từ mới trong phần A2 của Unit 11 nhé các em. Thank you, goodbye and see you again.